Kính chào bà con, hôm qua thì Thế cũng có chia sẻ với bà con là cách thông miệng cạo bằng cái cách thứ ba đó là áp khí á. Thì có cô bác anh chị cũng hỏi mua cái bộ áp khí, thì có anh Kiên ở Gia Lai á, ảnh có 1.300 1.300 bộ áp khí và bình khí, và thì cái này thì đã qua sử dụng và ảnh muốn bán lại thì với giá là 4 triệu. Thì bà con nào có nhu cầu thì hãy liên hệ kết bạn với Thế qua số Zalo á, để Thế chia sẻ với bà con cái hình ảnh về những cái bộ đó cũng như là cái bình khí, và cũng như là chia sẻ cho bà con cái số điện thoại của anh Kiên để bà con liên hệ. Nếu bà con thấy cái bộ áp khí ưng ý thì bà con liên hệ và bà con đặt mua. Và anh Kiên anh sẽ gửi tới cho các anh chị ha. Thế nhắc lại là 1.300 cái, 300 bộ, 1.300 bộ áp khí gồm nắp chớp và túi khí cũng như là bình khí, lại với giá là 4 triệu nha bà con. Và sau đây thì Thế cũng chia sẻ với bà con một video món quà từ cây cao su. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại bà con ở những video khác. Cả một rẫy có một cây, thật sự là quá khủng khiếp. Đây. Nơi nào có một cây nào như thế này chị ạ? Nếu mà giờ ra thì chán mất, nó là quá khủng khiếp. 2 năm rồi, quá quá dữ dằn luôn. Gạo có một tí đây thôi, siêu khủng khiếp. Mà giờ còn chảy nữa chắc không sao, tạt chắc còn cả đống nữa, quá khủng khiếp. Còn những cây khác thì nó to to bình thường, không tính. Cả rẫy con cây quá khủng khiếp mà vẫn còn chảy luôn.